ta tiếp tục chuyển sang một dạng tiếp theo của chương 4 từ trường đó là chúng ta sẽ nghiên cứu về lực từ lực từ là lực tương tác của từ trường lên nam châm hay là dòng điện đặt trong nó đúng không em nhỉ và ở dạng toán về từ trường này thì chia làm hai dạng toán cơ bản đó là dạng thứ nhất là từ trường tác dụng lên một đoạn dây dẫn và dạng thứ hai là từ trường tác dụng lên khung dây dẫn vậy thì phương pháp giải của hai dạng toán này như thế nào tí nữa chúng ta sẽ cùng đi vào từng phương pháp một nhưng trước hết bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về phần lý thuyết của dạng này các em nhé. Ở phần lực từ thì các em cần phải nắm được những kiến thức cơ bản như sau. Thứ nhất là lực từ là một đại lượng vector. Được chưa ạ? Nên nó có các đặc điểm như sau: điểm đặt, phương, chiều và độ lớn, đúng nhỉ? Nhưng trước hết chúng ta cần phải nắm được quy tắc bàn tay trái để xác định lực từ đã. Ở trên bảng là hai hình vẽ đặc trưng của dạng xác định chiều của lực từ. Khi đề lại cho các yếu tố gồm có chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ. Vậy thì xác định lực từ theo cái tắc bàn tay trái như sau. Các em dơ bàn tay trái ra nào. Đây, đây là bàn tay trái. Đặt bàn tay trái này. Đặt bàn tay trái này. Sao cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay. Thì ta học ở phần nam châm rồi đúng không nhỉ? Chiều đường sức tử là chiều vào nam ra bắc. Đây là nốt là cực bắc, sau là cực nam. Như vậy chiều đường sức tử sẽ là chiều từ trên xuống dưới thế này. Đặt bàn tay trái này sao cho đường sức tử hướng vào lòng bàn tay chưa? Đây, đang hướng vào lòng bàn tay đây. Không phải úp thế này các em nhé, mà là hướng vào lòng bàn tay. Giả sử chiều đường sức từ từ dưới lên trên thì ta phải để tay úp xuống này. Còn chiều từ trên xuống dưới thì ta phải xoay tay ra này, được chưa? Rồi nào đặt bàn tay trái này sao cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ chiều của dòng điện như vậy là thầy phải để thế này chiều dòng điện của thầy đang hướng đây khi đóng ngón cái trói ra một góc 90 độ chỉ chiều của lực từ như vậy lực từ của thầy đang hướng từ trong ra ngoài để là ép đây là thầy vẽ để các bạn tưởng tượng đấy đây là một cái nam châm hình chữ U thì cái chiều lực từ sẽ dùng theo quy tắc bàn tay trái để ta xác định như này nhưng mà cái này thì sẽ khó tưởng tượng hơn đúng không nên hình vẽ này là hình vẽ mà đa số các bạn sẽ dễ nhìn hơn này đây là coi như là nhìn chúng ta chỉ những cái đầu của nam châm thôi đây vẫn là cực bắc đây vẫn là cực nam chiều đường sức từ là chiều từ vào nam ra bắc đây vào nam đây và ra bắc vẫn từ trên xuống dưới đây là chỉ đường sức từ b đây là tạo ra các từ trường đều nhé là các đường thẳng song song với cách đều, nhưng mà thầy chỉ vẽ một đường thôi. Đặt bàn tay trái sao cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ chiều dòng điện. Trường hợp này chiều dòng điện của thầy đang hướng từ ngoài vào trong, giống cộng. Đây. Cái đầu ngón cái choãi ra một góc 90 độ chỉ chiều của lực từ. Như vậy lực từ của thầy là hướng từ từ phải sang trái, đây là F. Được chưa? Đây là đặc điểm để ta xác định được lực từ cần các yếu tố gồm có chiều đường sức từ chiều dòng điện đấy thì ta sẽ xác định được yếu tố còn lại thôi thế thì đặc điểm của lực từ như sau điểm đặt chắc chắn rồi là tại trung điểm của dây dẫn đây tại trung điểm của cái đoạn dây dẫn l này được chưa thứ hai là phương phương của cái lực từ thì chúng ta nhìn này thứ nhất là nó phải vuông góc với cái, cái dây dẫn là vuông góc với dòng điện y ấy. Thứ hai là vuông góc với với cảm ứng từ B, chính là vuông góc với đường sức từ B. Ấy. Và chiều thì tuân theo quy tắc bàn tay trái như thầy vừa xác định xong. Và độ lớn là F bằng ILB sin alpha. Thì cái này thì cách nhớ như thế nào? Là ta sẽ đọc là phải yêu lấy bác sĩ. Được chưa Phải chính là F yêu chính là y lấy chính là l bác chính là b và sin alpha chính là là bác sĩ là chính là sĩ thì alpha ở đây là góc hợp bởi cảm ứng từ b và cái chiều dài của dây l hoặc là b và y được chưa nếu alpha bằng 90 độ có nghĩa là cảm ứng từ b của ta vuông góc với chiều y đây cảm ứng từ b đi xuống đi thẳng thế này con B của thầy là đang đi thế này thì rõ ràng là vuông góc nhau thì sin của 90 độ bằng 1 Cái đó lực từ của ta đạt giá trị lớn nhất bằng ILB và lực từ đơn vị của ta vẫn là đơn em chú ý nhé đây là nội dung quy tắc bàn tay trái thầy nhắc lại lần nữa này đặt bàn tay trái này sao cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa ngón tay giữa đây cổ tay ngón tay giữa đây chỉ chiều của dòng điện khi đó ngón cái chõi ra 90 độ 90 độ nhé Chỉ chiều của lực từ Đây là những nội dung cơ bản nhất Các em cần phải nắm được Vậy thì để củng cố về xác định chiều của đường sức từ Và chiều của lực từ Thầy đưa ra một ví dụ Để các bạn xác định chiều của lực từ nhé Ở đây thì có một cái ví dụ này Hình nào biểu diễn đúng hướng của lực từ Tác dụng lên đoạn dây dẫn Thẳng mang dòng điện đi Có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều hình A, hình B, hình C và hình D. đây là bốn hình. Nào, chúng ta vận dụng quy tắc bàn tay trái để ta xác định chiều của lực từ xem hình nào đúng nhé. Đầu tiên là ta xác định chiều của đường sức từ đã. Đường sức từ của ta là vào nam ra bắc, như vậy rõ ràng chiều đường sức từ của ta đang hướng vào nam đây. Vào nam, ra thì ra từ bắc. Đặt bàn tay trái sao cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay. Hướng vào lòng bàn tay chưa? chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ chiều dòng điện à, chiều dòng điện của thầy đang hướng xuống như vậy là thầy phải bẻ ngược tay lại thế này đang hướng xuống đây như vậy ngón cái choãi ra 90 độ chỉ chiều của lực từ như vậy lực từ của thầy đang hướng hướng ra ngoài đúng không em nhỉ đấy như vậy lực từ đang hướng ra ngoài chính xác nó phải là dấu dấu chấm thế này và hướng ra ngoài nhưng mà ở đây bài này cho hướng sang bên bên phải sai chưa rồi ý a à, sai luôn nếu mà nhìn nhanh thì ta nhìn thấy là lực từ hướng sang hai bên này không đúng được Không thể đúng được, được chưa các em? Như vậy là loại luôn IP Đây, thầy đặt thử tay các bạn nhìn nhé Vào Nam ra Bắc vẫn là thế này Đặt bàn tay trái sao cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay này Chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ chiều dòng điện này Đây Con cái trõi ra 90 độ chiều lực từ Chiều lực từ của thầy vẫn hướng ra ngoài Đúng chưa? Sai luôn Như vậy lần sau mà xác định hình thì các bạn chỉ là Lực từ không để sang hai bên của đám châm được nhá loại ngay hai đáp án đấy là tiếp tục hình c nào rồi ta xác định chiều đường sức từ trước hướng từ trái sang phải đây đặt bàn tay trái sao cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ chiều dòng điện đây chiều dòng điện của thầy đang hướng ra ngoài như vậy rõ ràng là thầy để đến này như vậy ngón cái chói ra chỉ chiều của lực từ như vậy lực từ của thầy phải hướng lên hướng lên trên ép thế này mới đúng như vậy là ý c là ý ý sai nhưng mà chắc chắn ý đúng là ý ý D. Nào, ra cùng phân tích xem ý D tại sao đúng không? Chiều vào nam ra bắc. Đây, chiều vào và nam ra bắc. Đặt bàn tay trái sao được sư tử hướng lòng bàn tay này. Chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ chiều dòng điện. Chiều dòng điện của thầy vẫn hướng ra ngoài. Rồi, như vậy lực từ ngón cái chói ra 90 độ chỉ chiều lực từ. Các bạn nhìn thấy ngón cái của thầy hướng xuống dưới không ạ? Rồi, trục chiều lực từ. Đấy chính là cách xác định chiều của lực từ vận dụng theo quy tắc bàn tay trái được chưa các okay. bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào từng dạng toán một của phần lực từ ở phần bài tập định lượng chúng ta sẽ vào cái dạng toán thứ nhất của dạng toán về lực từ dạng một là lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thì phương pháp giải dạng này thì các bạn cần phải nắm được với cái công thức tính độ lớn của lực từ đó là f bằng i sin alpha thầy hay đọc là phải yêu lấy bác sĩ được chưa ạ trong đó F là lực từ đơn vị Newton ta biết rồi I là cường độ dòng điện đơn vị là Ampere l là chiều dài dây dẫn chiều dài của đoạn dây mà chịu tác dụng của lực từ ấy đơn vị của ta là mét B là độ lớn của cảm ứng từ đơn vị của test là tesla còn alpha là góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ B và cường độ dòng điện I hay là B và và l cũng được còn chiều thì ta xác định bằng quy tắc bàn tay trái để ta xác định chiều của lực từ nội dung ở phần lý thuyết thì đưa rồi được chưa ạ bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên ví dụ một đề cho như sau một dây dẫn thẳng dài 1,4 m đặt trong từ trường đều có độ lớn b bằng 0,25 tesla khi y bằng 12 a chạy qua dây dẫn thì bị chịu tác dụng của một lực bằng 2,1 newton Đề bài yêu cầu chúng ta là xác định góc hợp bởi hướng của dòng điện chạy qua dây dẫn và hướng của cả ứng từ. Đấy. Đề bài cho là hỏi là gần giá trị nào sau đây nhất. Ở đây thầy đưa ra cái phấn màu vàng này. Còn trong đề thi thì họ sẽ in đậm cho chúng ta. Đấy là dấu hiệu nhận biết của dạng toán gần giá trị nào sau đây nhất. Có bốn đáp án A 29 độ, B 45 độ, C 15 độ và D 60 độ. Trước hết thầy sẽ tóm tắt để làm chậm cái dạng toán này để các bạn có thể uh, theo dõi được nhé. Đề bài cho như sau. Nếu bạn nào mà đã làm nhanh cái dạng này rồi thì không cần tóm tắt. Trắc nghiệm mà. Đề bài cho dây dẫn thẳng dài L của ta bằng 1,4 m. Có độ lớn cổng thương B của ta bằng 0,25 tên là Cơ độ dòng Y của ta bằng 12 a và cho cái lực tác dụng chính là lực từ F của ta bằng 2,1 Newton đây là một bài rất là cơ bản đúng không nhỉ đề bài hỏi là góc hơn bởi dây dẫn và hướng của cả ứng từ chính là góc alpha bằng hỏi chấm đấy rất là tường minh rồi có hết các giá trị đây rồi chỉ cần tính sin alpha thôi được chưa nếu mà bạn nào mà làm nhanh thì các bạn đọc cái này ra nhập máy tính cái nó ra luôn và thầy sẽ hướng dẫn để các bạn yếu có thể làm được cái kiểu bài tập ở ví dụ một này ấy, là một dạng bài toán điển hình của dạng toán là để cho hết các giá trị cụ thể ví dụ cho y cho l cho b cho alpha và tính f cho f cho l cho b cho alpha và tính y hoặc là tính các đại lượng còn lại ở trong năm đại lượng này được chưa các em nhỉ nên thầy chỉ đưa một ví dụ một điển hình thôi để các bạn có thể tính toán nên thầy sẽ làm tóm tắt chậm để các bạn cùng giải được nào ta sẽ giải này thứ nhất là tính alpha thì ta có là f bằng ILB sin alpha thì từ đây mà suy ra được sin alpha bằng f chia cho y nhân l nhân b thế ta thay số thôi sẽ bằng này hai phẩy một chia cho y của ta là 12 rồi nhân l là một phẩy các bạn nhớ đổi ra đơn vị chuẩn là mét hết nhé nhân không phẩy hai mươi đây các bạn nhập máy tính nhé Và sin alpha sẽ bằng 1 phần 2 Sin alpha bằng 1 phần 2 thì các bạn suy ra được alpha của ta bằng 30 độ Alpha bằng 30 độ thì đến đây chúng ta soi vào đáp án nào à, 29 độ, 45 độ, 15 độ và 60 độ Thì chúng ta nhìn thấy 29 độ là gần giá trị 30 độ nhất Nhưng mà các bạn khoanh vào đáp án này Được chưa? Đây là dạng bài thầy bảo rồi, đây là dạng bài điển hình của dạng toán rất dễ mà dành cho các bạn uh, mức độ trung bình khá thì các bạn cần phải nắm vững được từng đại lượng một. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ thứ hai. Chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ hai, Để bài cho như sau. Đoạn dây MN có khối lượng là 5 g, treo nằm ngang gửi hai dây mảnh cách điện MC và ND như hình vẽ. Đây là MC và ND. Dây dẫn MN trong từ trường đều có vectơ cảm từ B nằm ngang và vuông góc MN. B có chiều như hình vẽ. Đây là vectơ tổng thương B của ta thì có chiều như hình vẽ. Có thể đang hướng từ ngoài vào trong đúng không các em nhỉ? Rồi. Và B có độ lớn bằng 0 Tesla. Lực căng dây tối đa của dây treo là T bằng 0,04 04 Newton. Chúng ta có hai cái sợi dây, được chưa? Gồm có sợi dây MC và sợi dây ND mảnh và như nhau cho MN bằng 20 cm, G bằng 10 m trên dây bình phương. Cường độ dòng điện lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu để dây treo bị đứt? Các bạn có bốn đáp án là A 0,5 A, B bốn A, C 1 A và D là 2 A. Đây là một dạng bài mà thanh treo MN được treo bởi hai sợi dây mảnh và bây giờ ta phải phân tích xem cái thanh MN này chịu tác dụng của những lực nào em nhé nào thứ nhất ta có giải này thanh mn chịu tác dụng của Các lực như sau thứ nhất là lực căng dây t được chưa ạ ở đây có hai sợi dây là căng dây T, T bên này và T phía bên bên trái bên phải. Và thanh MN nó có khối lượng nên chịu tác dụng của trọng lực P, trọng lực P hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Vì thanh MN đặt trong từ trường có vector cảo từ B, do đó nó chịu tác dụng của một cái lực là lực từ được chưa nhỉ? Bây giờ ta cần xác định xem lực từ nó có chiều như thế nào Để xác định xem lực từ nó có chiều hướng xuống dưới hay chiều hướng lên trên ta, ta dựa theo chiều dòng điện MN Nhưng mà ở đây đề bài chưa nói rõ ràng là chiều dòng điện là từ M đến N hay là từ N đến M Do đó thì ta cần xét dựa theo à, Ta so sánh trọng lực P của ta Và độ lớn của lực căng dây T Xem giá trị nào lớn hơn bởi vì rõ ràng khi thanh MN nằm cân bằng thì hợp lực của chúng phải bằng không, đúng chưa? Vậy ta so sánh này. Sẽ có P của ta bằng M nhân G. M là của thanh ấy, bằng 5g là 5 nhân 10 cũng 3 nhân 10. Chứ bằng 5 nhân 10 cũng 2 hay bằng là 0,0 05 Newton. Đấy, ta được cái giá trị của P này. Bây giờ lực căng dây T của ta đề bài đã cho là t của ta bằng bao nhiêu ạ? t max của ta là bằng 0,04 N Nhưng mà đây là lực căng dây tối đa của một dây. Thế thì bây giờ là có hai dây treo thanh mở nờ. Do đó thì ta phải nhân hai lên suy ra được là hai lần t max bằng 0,008 N thì rõ ràng nhìn thấy P của ta nhỏ hơn T Nhỏ hơn hai lần T mắc Nên suy ra cái Cái gì nhỉ Cái lực từ ấy Lực từ F của ta hướng Hướng xuống dưới Lực từ F của ta hướng xuống dưới Mục đích hướng xuống dưới để làm gì các em À, để cho khi mà thanh MN này đứng yên thì hợp lực gồm có P cộng với cả F phải bằng hai lần T mắc được chưa? Câu hỏi đặt ra của người ta ở đây là cường độ dòng điện lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu để dây treo bị đứt? À, khi mà dây treo bị đứt có nghĩa là lực trọng lực P và cái lực từ này hướng xuống dưới phải lớn hơn lực căng dây, thì khi đó dây treo bị đứt. Cái kiểu câu hỏi này thì một là hỏi dây treo bằng bao nhiêu để không bị đứt và dây treo bằng bao nhiêu để đứt. Đấy. Cái kiểu bài thì đều làm như thế này hết. Bây giờ như vậy ta đã biết được là F của ta hướng xuống dưới rồi. Thì dùng phấn màu vàng để xác định F cho các bạn xem nhé. Đấy, F của ta hướng xuống dưới này. Rồi, bây giờ ta xác định chiều của dòng điện này. Đặt bàn tay trái sao cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay. Đường sức từ của thầy đang hướng vào trong. Thì đặt này, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ chiều dòng điện nhưng mà chúng ta chưa biết chiều dòng điện ta biết chiều lực từ hướng xuống dưới rồi như vậy thầy phải đặt tay như là các em à thầy phải đặt tay là hướng xuống thế này đây, đúng chiều dòng điện này đây, thầy đặt lại đấy, các bạn xem đây là chiều hợp này được chưa nhỉ như vậy rõ ràng là chiều dòng điện của thầy đang hướng từ từ n đến m đây là chiều của y đây thầy ghi là suy ra được y hướng từ n đến m lỡ mà để hỏi chiều dòng điện thì các bạn sách xác định như thầy này được chưa rồi bây giờ ta có bây giờ thầy cần phân tích là hợp lực của ta f hợp lực f hợp lực gồm có này f nữa đây là chữ tác dụng của này căng dây t p và lực f Thầy ghi thiếu f hợp lực của ta gồm có t lực căng dây tê. ở đây mấy t các em 2 t cộng với trọng lực p cộng với cả lực f của ta Đấy. để dây treo bị đứt đây là hợp lực này để dây treo bị đứt có nghĩa là p cộng f của ta bị đứt thì p cộng f của ta về độ lớn nhé phải lớn hơn hoặc bằng hai lần lực căng dây lực căng dây t được chưa đấy nhưng mà lực căng dây t ở trong trường hợp này nó phải là lực căng dây tối đa tên bắc rồi đấy chính là cái dữ kiện để các bạn làm bài tập khi làm trắc nghiệm thì các bạn bỏ qua những cái bước xác định bằng lời này để các bạn chỉ cần so sánh bằng nháp hai cái giá trị tp này thôi bây giờ tôi chuyển này suy ra P của ta chính là MG Đấy chưa ạ? Cộng với cả F Trong trường hợp này F chính là lực từ Vì là B đã vuông góc với Cái đoạn dây này như là Cái giá trị sin 90 độ bằng 1 ta bỏ qua đi chỉ còn là MG à, y, y là Đấy, lớn hơn bằng 2 lần T Như vậy cái cường độ dòng điện Y của ta Phải lớn hơn bằng hai lần T max. trừ cho mg chính là trừ cho p. Chia cho l nhân b chính là b nhân l. Rồi, đến đây các bạn thay giá trị vào. 2 T max chính là 0,0. 0,8 ở đây này, ta vừa tính. trừ cho p chính là trừ của 0,05. Rồi chia cho b đề bài đã cho bằng 0,3 và ta nhân với chiều dài L của ta là bằng 20 cm đổi ra bằng 0.2. Rồi, đến đây. Nào, ta nhập lại 0.03 à 0.08 trừ 0.05 trên 0.03. 0.3 nhân 0.2 là 0.06. Cái này sẽ bằng là 0.5. Ok. Như vậy là để dây treo bị đứt thì y phải lớn hơn hoặc bằng 0. 5 a Thế nên các bạn chọn đáp án là A à. được chưa ạ à? Đây là dạng bài điển hình của dạng toán mà tính được căng dây Hoặc là dây treo bị đứt Hoặc là dây treo không bị đứt Các em làm thêm nhiều bài tập tự luyện vào Thì sẽ làm rất tốt cái ví dụ thứ hai này Bây giờ chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ ba. Chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ ba. Đề bài cho như sau một thanh nhôm MN có khối lượng là 0,20 kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với hai thanh dây đặt song song cách nhau 1,6 m nằm ngang và nằm trong mặt phẳng như hình vẽ đây là mặt phẳng như hình vẽ từ trường ngược hướng với trọng lực có độ lớn b bằng 0,05 tesla Đấy, đề đã cho là từ trường ngược hướng với trọng lực nhé Hệ số ma sát giữa thanh nhôm và hai thanh dây là mu bằng 0,4. Biết thanh nhôm chuyển động đều và điện trở của mạch không đổi cho gia tốc trọng trường g bằng 10 m trên dây bình phương. Đề bài hỏi là thanh nhôm chuyển động về phía A là gần nguồn và có cường độ dòng điện I bằng 10 A. B sang nguồn và cường độ dòng điện I bằng 10 A. C gần nguồn và I bằng 5 A. D sang nguồn và I bằng 5 A. Đây là hình vẽ của ta Được chưa ạ? Thế thì để xác định Chiều chuyển động của thanh MN này Thì ta cần xác định Là vận dụng theo quy tắc Để nhớ các em nhỉ? À, quy tắc bàn tay Bàn tay trái để xác định Chiều của lực từ Được chưa? Nào, đặt bàn tay trái sao cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay Chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ chiều của dòng điện Khi nó ngón cái trói ra 90 độ chỉ chiều của lực từ Thế thì trước hết ta cần xác định xem chiều của dòng điện đi theo chiều hướng từ M đến N hay từ N đến M. À, đầu tiên là dòng điện sẽ đi từ cực dương của nguồn đi qua điểm M và đi vào thanh MN như vậy chiều dòng điện Y của ta đang đi như thế này. Sau đấy về cực âm của nguồn. Đây là cực âm của nguồn. Để cho các em? Nào, đặt tay nào. Đường sức từ hướng vào lòng bàn tay. Đường sức từ của ta đang hướng từ ngoài từ trong ra ngoài. Như vậy đặt bàn tay như thế này chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ chiều dòng điện. Rồi chiều dòng điện của thầy đang hướng đi lên thế này. Rồi khi đóng ngón cái choẽ ra chính là chiều của lực từ và điểm đặt là tại cái thanh MN này. Và lực từ của thầy đang hướng từ bên trái sang bên phải. Như vậy rõ ràng là thanh MN đã chuyển động ra xa nguồn. Ta loại hai đáp án. A và loại đáp án C đi, gần đi. Có hiểu không em nhỉ? Rồi Bây giờ ta cần tính độ lớn của cường độ dòng điện y. Thì ta phải phân tích tiếp bài toán này. Ở đây đề đã cho là biết thanh nhôm này chuyển động đều. Thanh nhôm chuyển động đều. Và điện trở của mạch không đổi, ý là cường độ dòng điện không đổi. Khi mà thanh nhôm này chuyển động đều thì có nghĩa là lực ma sát của ta đã bằng bằng lực từ hay là ta có khi vì này thanh MN chuyển động đều vì thanh MN chuyển động đều nên f của ta chính bằng f mà ma sát lực từ bằng lực ma sát lực từ thì công thức của ta là bằng phải yêu lấy bác sĩ ilb sin 90 độ vì rõ ràng là b vuông góc với cả thanh mn nên là sin 90 độ bằng một ta bỏ qua đi f ma sát thì công thức là Nguy n đúng chưa ạ Nguyên n chính là nguy N trong trường hợp này n bằng P Nguy mv Rồi, Thế đây là ta suy ra độ lớn của nội dung y của ta bằng nguy mv và chia cho b nhân l đến đây các bạn thay số vào nguy hệ số bắt sát đề cho bằng 0.4 khối lượng của thanh bằng 0.2 g của ta bằng 10 chia cho b của ta độ lớn B của ta bằng 0,05 Tên là Nhân với thanh MN của ta Đề đã cho là thanh MN của ta Cách nhau khoảng 1,6m Rồi đến đây chúng ta nhập máy tính Và cái giá trị ta nhận được trong trường hợp này bằng 10 Cường độ dòng điện bằng 10 ampere Vậy thì ta chọn đáp án là mình chưa Vậy là ta đã kết thúc xong 3 ví dụ của dạng 1 Là lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn Chúng ta tiếp tục sang dạng 2 Là lực từ tác dụng lên khung dây dẫn Chúng ta tiếp tục sang dạng thứ hai Đó là dạng toán lực từ tác dụng lên khung dây dẫn thì tương tự như dạng 1 là dạng toán về lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn. Chúng ta còn phương pháp giải như sau. Đặc điểm của lực từ gồm có điểm đặt, phương chiều và độ lớn. Các em nắm được bổ chất rồi. Đây chỉ nhắc qua lại lần nữa thôi. Thứ nhất là điểm đặt là đặt tại trung điểm của đoạn dây dẫn mà chịu tác dụng của từ trường ấy. Thứ hai là phương thì vuông góc với vectơ cẳng từ B và chiều dài của dây dẫn L hoặc là cường độ dòng điện Y. Chiều thì ta áp dụng theo quy tắc bàn tay trái. Đó là đặt bàn tay trái này Đặt bàn tay trái này sao cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay giả sử đường sức từ của thầy là viên phấn này chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ chiều của dòng điện khi đó ngón cái chói ra một góc 90 độ chỉ chiều của lực từ các em chú ý nhá ra 90 độ và độ lớn của lực từ là phải yêu lấy bác sĩ Như là f bằng ILM sin alpha thầy đọc tếu tếu để các bạn có thể dễ nhớ được và alpha là góc hợp bởi vector cả từ b mà chiều dài dây dẫn này là ở phần lực từ tác dụng lên khung dây dẫn thì để tìm hợp lực tác dụng lên khung dây Thì ta tìm lực từ tác dụng lên từng cạnh Rồi sau đó ta tổng hợp các lực tác dụng lại Đó là cùng phương cùng chiều hoặc là cùng phương ngược chiều Được chưa ạ? Ở phần này thầy đưa ra một cái gọi là mô men ngẫu lực từ Tương tự giống lớp 10 của mô men ngẫu lực ấy, F, à, M bằng F nhân D ấy, Thì ở phần này có cái mô men ngẫu lực từ cũng có công thức như này M bằng N nhân Y nhân S nhân B nhân sin beta thầy đặt beta để nó khác biệt so với alpha ở trên này là beta là góc hợp bởi vector pháp tuyến n và vector góc từ b em chú ý nhá và moment ngẫu lực từ này đơn vị của ta newton nhân mét giống như đơn vị ở lớp 10 thôi n là số vòng dây quấn y là độ lớn của cường độ dòng điện s là tiết diện của cái khung b là độ lớn của cảm ứng từ ở phần này thầy cần các em chú ý như sau khi khung chịu tác dụng của các lực khác khi có cân bằng thì tổng hợp các moment ngẫu lực từ sẽ bị triệt tiêu hay ta hiểu là khi mà cân bằng thì uh, moment ngẫu lực từ của ta tổng hợp bằng không các em chú ý nhé ở đây chỉ là một uh, ý nhỏ nhỏ của phần moment ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây thôi nhưng mà thầy cần đưa ra để các bạn học nâng cao có thể là làm được vững cái phần này còn các bạn cơ bản thì cái phần này coi như là đọc thêm nhé không cần phải làm rồi, chúng ta sẽ cùng đi vào một cái ví dụ duy nhất của phần mô men ngẫu lực từ này để cho như sau khung dây dẫn hình chữ nhật s bằng 15 cm vuông gồm có 200 vòng dây nối tiếp có cường độ dòng điện là 0,5 a đi qua mỗi vòng dây khung dây đặt thẳng đứng trong từ trường đều có b nằm ngang b nằm ngang mô men ngẫu lực từ tác dụng lên khung có giá trị lớn nhất bằng 0,045 Newton nhân m ở đây người ta yêu cầu chúng ta tính cảm ứng từ B có 4 đáp án là A. 0.3 Tesla B. 0.35 Tesla C. 0.45 Tesla Và D. 0.6 Tesla Bài này rất dễ Nhưng mà thầy tóm tắt để các bạn cùng nhìn xem Những dữ kiện nào nhé Thứ nhất là để cho tiết diện S của ta là 15 cm2 Thì các bạn phải đổi ra là 15 x 10 mũ trừ Trừ 4 m2 Có cường độ dòng điện Y của ta là 0.5 Moment ngỗ lực từ tác dụng lên khung dây có giá trị lớn nhất là m của ta bằng 0,045 Newton Ở đây số vòng dây của ta là n của ta bằng 200 200 vòng dây Và để hỏi là b bằng hỏi chấm Đúng không ạ Rồi Như vậy các bạn cùng nhìn lại cái công thức của moment ngẫu lực từ của ta m bằng n nhân y nhân s nhân b nhân sin beta thì đây chúng ta có hết tất cả các sự kiện rồi còn thiếu xin sin beta đúng chưa nhưng ở phần này các em cần chú ý này khi moment ngẫu lực từ đạt giá trị lớn nhất n không đổi y không đổi s không đổi b không đổi rõ ràng là sin beta phải đạt giá trị là gì các em à để m lớn nhất thì hiển nhiên sin beta phải lớn lớn nhất sin lớn nhất của ta là bằng một chính là sin của góc 90 độ hay ta hiểu khi đó b hợp với n của ta là một góc 90 độ Khi đó ta có này M mắc của ta Khi Beta bằng 90 độ Các em chú ý cái này Như vậy đến đây ta thay vào cái công thức của ta thôi M bằng N nhân Y nhân S nhân B Suy ra được B của ta sẽ bằng M mắc Chia cho N Nhân Y nhân S Đến đây các bạn thay số vào thôi Sẽ bằng này M mắc của ta là bằng 0,045 Chia cho N là số vòng dây là 200 vòng Nhân với cường độ dòng điện Y là 0,5 Và nhân với S là tiết diện của ta là 15 x 10 cũng 4 Rồi đến đây các bạn thay số vào bấm máy tính Kết quả thì cho luôn sẽ bằng là 0,3 Tên là đây là kết quả mà kem tính được nhé. Và đến đây các bạn chọn đáp án A. Một bài tương đối cơ bản thôi, nhưng mà lỡ mà trong đề thi mà giáo viên cho một câu để chống 10 thì các bạn cần phải nắm được cái công thức của ta, m bằng n nhân y nhân s nhân b nhân sin beta. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang ví dụ thứ hai nhé. Chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ hai để cho như sau, một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD. Đây là khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD các em nhé A, B, C, D Có chiều dòng điện nhìn vẽ Có chu vi là L Chu vi là L Đấy Có cường độ là dòng điện Y chạy qua Đây, Y chạy qua đây Thế cho chiều dòng điện Y thế này nhé Được đặt trong một cái từ trường đều Có phương vuông góc với mặt phẳng của khung dây Chiều B của ta đang hướng vào trong như thế này ở đây đề bài yêu cầu chúng ta là tính lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây có đặc điểm như sau: A là hướng vuông góc với mặt phẳng khung dây. B hướng song song với mặt phẳng khung dây. C là độ lớn bằng 0 và D là độ lớn F bằng ILB/2. Đây là bốn đáp án của ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xét lực từ tổng hợp ở phần phương pháp giải thầy có nói qua đây là để xác định lực từ tổng hợp lên khung dây dẫn thì ta cần xác định lực từ tổng hợp lên từng cạnh của khung dây đúng không nhỉ? Áp dụng theo quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực từ tác dụng lên từng từng đoạn dây. Để cho các em. Ta đi từ cái công thức gốc của ta này. Ta có F của ta phải yêu lấy bác sĩ đúng không nhỉ? Nhưng ở đây các em chú ý này. Vì là vector cảm từ B của ta đã vuông góc với mặt phẳng khung dây rồi. Như vậy rõ ràng là alpha của ta với alpha của ta bằng bằng 90 độ. Như vậy khi đó F của ta chỉ còn là bằng ILB thôi. Được chưa các em? Như vậy ta loại ngay đáp án D đi vì đáp án của ta là F bằng ILB phần 2. Được chưa các em? Rồi, chúng ta sẽ cùng đi xét cái lực từ tổng hợp tác dụng lên khung xem như thế nào nhé Em nhìn này Ta xét lực từ tổng hợp lên cái cách AB Đặt bàn tay trái này sao cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay Đường sức từ của thầy đang hướng từ ngoài vào trong Mặt phẳng bảng thế này thì đặt tay thế này Được chưa các em Rồi chiều dòng điện của thầy đang hướng từ A đến B Chiều dòng điện này Như vậy lực từ trói ra một góc 90 độ Nó đang có hướng Hướng lên trên thế này em nhé Thầy gọi đây là F1 nào ta xét lực từ tác dụng lên cạnh BC Đặt bàn tay trái này Như thế này Như vậy lực từ đang hướng sang bên phải Đây là F, thầy gọi là đây là F2 nhé Rồi đoạn CD Đặt tay này Rồi đang hướng xuống xuống dưới Đây là F F3 Tương tự nào Ở đây là F4 tác dụng lên cạnh CD Đang hướng từ phải sang trái Đây là F4 như vậy rõ ràng là lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây bằng tổng các lực tác dụng lên từng cạnh của khung thì ta có F tổng hợp của ta bằng F1 cộng F2 cộng F3 và cộng cộng F4 Em nhìn thấy là cạnh AB của ta bằng cạnh CD Như vậy thì lực F1 đã bằng F3 và bằng Y nhân B Y nhân B Nhưng mà L ở đây là chiều dài của cái cạnh này chính là AB bằng DC Đúng chưa? Thì dùng là AB luôn Dùng cạnh Ở đây là Y nhân B nhân cạnh AB là chiều dài của cạnh AB em nhé F2 bằng F4 Bằng gì em nhỉ? À vẫn bằng là Y nhân B nhân nhân cạnh BC hoặc là cạnh AD Thầy dùng BC ở đây Rồi Vậy thì chúng ta cùng nhìn thấy này V này F1 cùng phương nhưng mà ngược chiều với cả F3 Như vậy suy ra được F13 của ta Bằng Bằng 0 Với lực tổng hợp bằng 0 mà. Đúng chưa Rồi F2 cùng phương ngược chiều với cả F F4 Như vậy suy ra được F 24 bằng bằng 0. Vậy thì lực từ tổng hợp tác dụng lên cả khung dây F của ta bằng F13 cộng F24 bằng bằng 0. Được chưa anh nhỉ? Đấy, như vậy đến đây các ta khoanh vào đáp án là đáp án C. Ở đáp án A hướng vuông góc với mặt phẳng khung dây, rõ ràng là lực từ tổng hợp của ta bằng 0. Được chưa ạ? Các lực từ tác dụng lên từng cạnh một thì nó là đó là chung với trùng với hướng mà mặt phẳng mặt phẳng bảng này nên là không phải là vuông góc mặt phẳng khung em nhé đấy là một bài điển hình của dạng xác định lực từ tổng hợp lên khung dây dẫn chúng ta tiếp tục sang ví dụ tiếp theo chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ ba để cho như sau một khung dây dẫn được uốn thành một khung dây có dạng hình tam giác vuông ABC nhìn vẽ đây khung dây được uốn thành uh, một cái hình tam giác vuông A, B, C Đề bài cho có AB bằng 8 cm và AC bằng 6 cm Đặt khung dây vào trong từ trường đều có B song song với cạnh AC Đây là vector cả từ B song song với cạnh đáy AC đây Đấy chưa ạ? Rồi Có độ lớn là B bằng 5 tesla Coi khung dây nằm cố định trong mặt phẳng hình vẽ. Khi cường độ dòng điện i bằng 5 A thì độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh AB, BC, CA lần lượt là F1, F2 và F3. Đề bài yêu cầu chúng ta tính là giá trị của tổng F1 cộng F2 cộng F3 bằng bao nhiêu? Có 4 đáp án như sau: A. 3 N, B. 4 N, C. 5 N và D là 6 N bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phân tích bài toán này. Ở đây đề đã cho là khung dây này có dạng hình tam giác vuông. Cạnh AB bằng 8. Đấy các bạn cùng nhìn này. AB của ta bằng 8, 8 cm cạnh này này. Cạnh AC bằng 6 cm, rõ ràng cạnh BC sẽ phải bằng là là 10 đúng không nhỉ? Vì là tam giác vuông mà, 6 bình cộng 8 bình sẽ bằng 10 bình. Cạnh huyền sẽ bằng là 10 nhá, tức là cạnh BC bằng 10. Rồi độ lớn cả từ B ta có rồi và các bạn nhìn này ở đây đề bài cho là B song song với cạnh đáy AC thì rõ ràng là góc hợp bởi B và cái cạnh BC này một góc là alpha góc alpha này chính bằng góc alpha Từ dưới này đây chính là góc alpha bằng góc ACB vì hai góc này là hai góc so le trong các em chú ý nhé rồi tiếp tục nào ở đây đề hỏi là độ lớn lực từ tác dụng là các cạnh AB. AB là F1. BC là F2. Và CA đây chính là F3. Đấy. Thế thì để tính lực từ tổng hợp F1 cộng F2 cộng F3 thì ta cần tính ra từng giá trị của lực từ tác dụng đến từng cạnh một đúng không các em? Rồi, bây giờ ta sẽ tính F1 nhé. F1 chính là lực từ tác dụng lên cạnh AB để tính lực từ tác dụng lên cạnh AB thì ta cần xác định được chiều của lực từ xem nó đang hướng đi đâu ở đây đề bài cho chiều dòng điện của ta là từ A đến B đến C và từ C đến A nào B của ta hướng từ trái sang phải rồi đặt bàn tay trái sao cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay đây đường sức từ đang hướng vào lòng bàn tay như thế này chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ chiều của dòng điện đến ngón cái chói ra chín độ chỉ chiều của lực từ rõ ràng lực từ của thầy đang hướng từ từ ngoài vào trong dấu dấu cộng đây chính là f 1 của ta được chưa em rồi đấy là chiều của lực từ và độ lớn nào ta có f 1 bằng yêu lấy bác sĩ ấy, y nhân b nhân với cả l trường hợp này chính là đoạn đoạn ab rồi đến đây các bạn thay số nào sẽ bằng là y đề bài cho bằng 5 a b của ta là bằng 5 được 5 tesla đoạn AB của ta để bài cho sẵn là bằng 8 cm chính là đổi ra bằng 0,0 0 0,8 m. Đến đây các bạn bấm máy tính này. Và sẽ bằng là 2 Newton. Rồi, ta được F1 bằng 2 Newton rồi. Được chưa nhỉ? Tiếp tục. Bây giờ ta tính F2, F2 là lực từ tác dụng lên cạnh, cạnh BC. BC của ta hợp với vectơ góc từ B một góc là alpha. Khi đó ta áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực từ nào. Như vậy lực từ của thầy đang hướng ra ngoài đúng không? Đặt tại trung điểm, hiện tại đây là dấu chấm. F đang hướng ra ngoài. Và khi đó alpha của ta là góc hợp bởi BC và vectơ góc từ B trường hợp này đã bằng alpha rồi khi đó F2 của ta sẽ bằng IB nhân với cả cái đoạn BC nhân sin sin alpha sin alpha chính bằng là sin của góc ACB thì sin alpha chính bằng là đoạn thì y nhân b này nhân BC sin đi học là đối chính là đoạn AB chia cho huyền chính là đoạn B BC Thế đây các bạn thay số suy ra được F2 sẽ bằng Y vẫn bằng 5 B vẫn là 5 Nhân BC của ta là bằng 10 Là đổi ra bằng 0,1 m Nhân AB Là bằng 8 8 phần 10 Cùng đơn vị không cần rồi Thế các bạn thay số vào Và kết quả em nhận được vẫn bằng là 2 được thôi Rồi Ta được F1 và F2 rồi Bây giờ chỉ còn F3 thôi đúng không nhỉ F3 là lực từ tổng hợp tác dụng lên Lực từ tác dụng lên cạnh Cạnh AC hay cạnh CA này Thì ta xác định theo quy tắc Đây, Chiều trường hợp này là Hướng thế này Đúng không Vậy lực từ của thầy vẫn đang hướng vào vào trong Đây là F3 nhưng các em nhìn này Vì lý do là F3 của ta bằng Y B này Nhân cả con đoạn AC Nhân sin của góc alpha Nhưng mà trường hợp này là alpha Là hai góc B với cả AC hợp nhau một góc không độ Như vậy F3 của ta bằng Bằng 0 Vì là sin không bằng 0 Hay ta hiểu là F2 Lực từ tổng hợp F1 cộng F2 cộng F3 sẽ bằng là hai cộng hai và cộng không chính bằng bốn newton đến đây các bạn khoanh và đáp án là là b được chưa như vậy là chúng ta đã xong ba ví dụ điển hình của dạng toán là lực từ tác dụng lên khung dây dẫn ở đây thì các bạn cần phải nắm vững được phương pháp dạy và làm thêm nhiều bài tập tự luyện dựa theo những ví dụ mà thầy vừa đưa ra thì khi đó các bạn sẽ làm rất tốt. Buổi học đến đây kết thúc. Thầy chào tất cả các em.